Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 16 của chúng ta. Với câu số 16 chúng ta sẽ có như sau. Ở câu số 16 là một câu về về thành ngữ, đúng không? Một câu ngạn ngữ. Thì câu sẽ có là a friend in need, là một câu một người bạn khi cần là một người bạn thực sự. Thì câu 16 chúng ta chọn được đáp án là ý B luôn. Người ta thường nói rằng là một người bạn khi cần là một người bạn thực sự. Sau 16 chuyển được câu sang câu số 17 của chúng ta. Với câu số 17 chúng ta sẽ có ý A với động từ destroy là phá hủy. Ý B của cô với từ create là sáng tạo ra. Ý C của cô với từ make là làm. Và ý D của cô với từ build là xây dựng. Vậy thì với câu số 17 cô sẽ có một cụm từ, đó là từ build, bridge. Cụm từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì? Nghĩa là cải thiện mối quan hệ giữa người rất là khác biệt hoặc không thích lẫn nhau. Vậy thì cô sẽ có mediate, basic là một hòa giải viên nhá. Thì cô sẽ có là một hòa giải viên đang cố gắng giàn hòa, dịch như vậy, đúng không ạ? Vậy thì với câu này của chúng ta dịch là một hòa giải viên đang cố gắng giàn hòa giữa cộng đồng địa phương và chủ của cái nhà máy mới này nhá. Bạn nhớ cho cô cái từ plant, từ plant trong trường hợp này của chúng ta không dịch là cây, mà từ plant của chúng ta nó còn có một nghĩa nữa là nhà máy, các bạn nhớ cho cô nhá. Và trong cái từ này các bạn sẽ học được thêm một từ mới nữa. Nói chung là bài tập này của chúng ta nó có nhiều thiên về phần cụm từ nhiều hơn, đúng không? Thì bài này của chúng ta có một từ mới, nó là từ mediator. Trợ với từ mediator của chúng ta, từ đấy có nghĩa là hòa giải viên. Vậy thì một hòa giải viên đang cố gắng, đúng không? Để giải quyết cái mối, để mà dàn xếp cái mối quan hệ giữa cộng đồng địa phương và chủ của cái nhà máy mới này. Vậy thì cô chọn được câu số 17 của cô là ý D. Số 17 chuyển được câu sang câu số 18 của chúng ta. Với câu số 18 bạn thấy là từ hôm nay của chúng ta rất là nhẹ nhàng nhưng cụm của chúng ta rất là nhiều, đúng không? 18 cô sẽ có từ là tốt, từ bad của chúng ta là xấu, tồi tệ. Từ perfect là hoàn hảo. Và ý D của cô với từ ugly là xấu xí. Thì với câu số 18 là gì cả? Chúng tôi không cố gắng, chúng tôi không cố tình làm phiền những cái người hàng xóm nhà tôi đâu. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Trong trường này cô sẽ có là từ good friends. Cho cô sẽ có từ good work hoặc là good friends. Good work. Sorry, good work hoặc là good friends. Fan là cái cổng, đúng không? Cái bờ rào. Cô sẽ có từ good friends. Make good neighbor nghĩa là gì? Tốt hơn hết là nói chuyện của mình và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Thì với câu này chúng ta dịch là chúng tôi cố gắng không làm phiền những người bên cạnh, tốt hết là tự lo liệu việc của mình và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Vậy thì với câu số 18 cô chọn được ý A. Sau 18 chuyển được cô sang câu số 19. Không dễ dàng để mà trở thành bạn, chúng ta có cụm từ become friend with somebody. Không dễ dàng đi mà để trở thành bạn với cái cô đấy cả. Cô ấy có xu hướng, chúng ta cấu trúc là tend to do something. Có xu hướng làm gì? Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc keep somebody at arms. Ok, length. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì? Không cho phép ai đó quá thân thiết với mình, luôn giữ khoảng cách. Vậy thì không dễ dàng để làm bạn được với cô Sofri đâu, vì cô, đúng không ạ, luôn cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. Vậy thì cô chọn được câu số 19 của chúng ta. Đáp án của câu số 19 sẽ là ý C. Nhận 19 ý C nhá. Xong câu số 19 chuyển cho cô sang câu số 20 của chúng ta. Với câu số 20 cô sẽ có câu này như sau. Bốt luôn muốn mọi người vui vẻ nhưng mà anh ta không thể làm sao. Thì với câu số 20 chúng ta có với bốn động từ này cô sẽ có với câu 20 có cụm gì sau này? Đó là cụm từ brand with the hair and hunt with the heart. With the heart. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì? Nghĩa là chơi với cả hai phe đang đối nghịch nhau. Vậy thì với câu số 20 gì cả? Bốt luôn muốn giữ cho mọi người vui vẻ nhưng anh ta không thể ủng hộ cả hai phe trong lúc này. Vấn đề này quá quan trọng. Vậy thì với câu số 20 cô chọn được ý C. Sau câu số 20 chuyển cho cô sang câu số 21. Câu số 21 chúng ta có một cụm từ cố định. Đó là cụm từ have something in common, có điểm gì đó chung. Thì câu số 21 cô chọn được ý A. Mặc dù chúng tôi đã biết nhau được khoảng 2 tuần rồi. Mặc dù chúng tôi mới chỉ biết nhau được khoảng 2 tuần thôi nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Câu số 22 chúng ta sẽ có một cụm từ cố định. Đó là cụm từ sense of humor, có tính hài hước. Thì câu số 22 cô chọn được ý A. Câu 22 dịch là
Mọi sinh viên đều thích ngồi với Alex vì cô ta có tính hài hước. Câu số 23, Đông Nhi và ông Cao Thắng sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ có một cụm từ cố định. Cụm từ này của chúng ta học trong 30 chủ đề từ vựng rồi. Là cụm từ task. Nghe cô chọn được, câu 23 của cô là ý D. Sau câu số 23, chuyển cho cô sang câu số 24. Với câu số 24, nhớ cho cô là trong cái động từ của chúng ta mà nó nhỏ bé như này, chắc chắn nó sẽ không phải là về phần từ vựng đâu, nó là về phần cụm từ. Bài này của cô làm thỏa mãn nhu cầu của bạn về phần các bạn đòi học collocation, đúng không ạ? Tuần tới, tuần vừa rồi này, cô cho bạn toàn thành ngữ là thành ngữ thôi, đúng không ạ? Thỏa mãn nhu cầu của bạn. 24 ý là cô với từ win là chiến thắng. Ý B từ get nghĩa là lấy được, đạt được. Ý C của cô với từ urge nghĩa là đạt được. Và ý D của cô với từ obtain nghĩa là được, giành được, thu được. Vậy thì với câu số 24 chúng ta sẽ có là đấy. Đó là một mối quan hệ rất là rocky relationship, mối quan hệ rất là khăng khít. Và nó không dễ dàng gì, đúng không? Không dễ dàng gì. Để và đó là một mối quan hệ, sorry, vậy cô sẽ có từ từ. Với câu này của chúng ta, cô sẽ có từ rocky. Cho từ rocky relationship thì cô sẽ có là từ rocky sửa lại cho cô với cái câu đằng trước của chúng ta, thì mình dịch lại câu này của cô này. Cho đó là với cái câu số 2. Cho câu số 2 chúng ta, sorry, cái từ rocky này của chúng ta không thể dịch nó là một mối quan hệ bền vững được, mà nó là một mối quan hệ không bền vững. Chúng tôi thường cãi cọ với nhau rất là nhiều và chúng tôi thỉnh thoảng thì làm sao nhiều ngày không thèm nhìn mặt nhau, không thèm nói chuyện với nhau. Sorry, em sửa cho cô từ này, cô từ rocky relationship là một mối quan hệ không bền vững, cho một mối quan hệ thất thường. Vậy thì quay lại cho cô với câu số 24. Đó là một mối quan hệ thất thường và vì vậy không dễ dàng để có thể đạt được sự tin tưởng của nhau. Thì với câu số 24, chúng ta sẽ có ý A của cô với từ win là chiến thắng, ý B từ get là lấy, đúng không ạ? Từ urge là đạt được và từ obtain cũng là đạt được. Thì với câu số 24, chúng ta sẽ có để mà có được, giành được. Nhờ chúng ta sẽ có cụm, đó là cụm từ win one, giành được cái sự tin tưởng của ai. 24 cô chọn ý A. Sau câu số 24, chuyển cho cô sang câu số 25. Chợ với câu số 25, chúng ta sẽ có như sau. Rồi anh ấy không muốn làm bạn với bạn nữa vì sự ích kỷ của bạn. Thì với câu số 25 của cô là câu về giới từ thôi. Thì cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc befriend somebody. Hey, kết bạn với ai thì câu số 25 cô chọn được. Đáp án của cô là ý B. Xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu số 26. Tôi muốn nói rằng tất cả những mối quan hệ đó đều có những cái ups and downs, những lúc thăng trầm. Nhưng mà nếu như bạn hòa hợp với bạn bè thì bạn có thể đều get over, vượt qua được. Và bạn có thể keep in touch with, giữ được cái mối quan hệ với người ta. Vậy thì với câu số 26 chúng ta có một cái cụm từ như sau. Đó là cụm từ on terms with somebody, có mối quan hệ hòa thuận với ai. Vậy cô chọn được câu số 26, đáp án của cô là ý C. Số 26 chuyển cho cô sang câu số 27. Với câu số 27, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, vì vậy mà chúng tôi hiếm khi chia sẻ cảm xúc với nhau. Với câu số 27, chúng ta sẽ có từ casual là tình toàn bình thường, common là thông thường. Vậy thì với câu này của chúng ta, cô sẽ dùng cụm từ, đó là cụm từ casual friends, bạn bè bình thường. 27 cô chọn được ý A. Sau câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28. Anh ta nói rằng anh ta không có người bạn nào. Anh ta nói rằng anh ta không phải là bạn của ai ngoại trừ là của Linda. Vậy thì với câu số 28 chúng ta sẽ có no friend of anyone. 28 chọn ý A. Chờ câu số 29 chúng tôi có 23 người bạn. Chờ 23 người bạn mà trên Facebook và trên Zalo thì câu 23 người bạn gì? Chúng tôi có 23 người bạn chung. Vậy cô sẽ có từ mutual friend. Cô chọn được, đáp án là ý A. Câu số 30. Một người đàn ông cần phải ăn một cái gì đó với một người bạn trước khi anh ta biết về người ta. Câu số 30, vậy dịch như này chúng ta sẽ có là một thành ngữ rồi, đúng không? Thì câu số 30 chúng ta sẽ có là eat a peck of salt with from somebody. Ăn một hũ muối với ai? Chúng ta sẽ hiểu câu này của chúng ta nghĩa là như nào đây? Là một người mà phải trải qua cay đắng với người khác thì mới hiểu lòng nhau. Nên câu 30 cô chọn được ý B. Xong câu 30, từ câu số 31 trở đi, cô xin phép ngắt sang một video tiếp theo nhé.